khoảng lặng dài nhất trên thế giới. Đó là khi mày do dự. Do dự giữa suy nghĩ và hành động. Do dự có thể kéo dài mãi mãi. Mày có thể do dự một giây để bắt đầu làm gì đó. Một buổi luyện tập, một dự án, một nhiệm vụ. Điều mà mày biết mày nên làm. Một giây do dự đó có thể đột nhiên trở thành 5 giây, sau đó là 10 giây, rồi 10 phút. Và trước khi mày nhận ra, mày đã trôi vào khoảng không vĩnh cửu. Một giây trở thành vĩnh cửu vì thứ gì đó đáng lẽ sẽ được làm, nhưng bây giờ nó sẽ không bao giờ xảy ra. Tại sao? Vì mày đã do dự. Đừng để lỡ cơ hội, thay vào đó hãy hành động để tạo lực duy trì. Một cơ thể đang chuyển động có xu hướng duy trì chuyển động. Một cơ thể đang nghỉ ngơi có xu hướng duy trì nghỉ ngơi. Mày cần quyết định cất tiếng nói với bản thân: tôi đã chịu đủ rồi. Tôi mệt mỏi vì thất bại. Tôi mệt mỏi vì thua cuộc. Tôi mệt mỏi vì thiếu thốn. Tôi muốn chuyển đến khu nhà đẹp. Tôi muốn bay hạng thương gia. Và tôi muốn nghỉ dưỡng ở nước ngoài. Tôi đã quyết định đủ rồi. Đã đến lúc để hành động. Để chuyển trạng thái cuộc sống, điều mày muốn đạt được phải lớn hơn những điều mày hiện đang có. Có người không tiến hóa khi họ đang thoải mái với cuộc sống hiện tại của mình. Mày chỉ di chuyển lên đỉnh cao hơn khi mày nói đủ rồi. Tôi muốn mày sống đúng cái cuộc sống mà mày đang tưởng tượng. Mày xứng đáng được thấy cuộc sống của mình sẽ được như thế nào nếu mày cống hiến 120%. Hãy nhìn vào gương và nói: thôi nào, không vui nữa. Tôi xứng đáng được thấy cuộc sống của mình sẽ như thế nào nếu tôi cống hiến 120%. Và mày bật chế độ mới. Chạy. Mày phải đến nơi mà mày bắt tay thực hiện công việc. Lập kế hoạch là phần dễ dàng nhất. Và nếu mày không thực hiện kế hoạch, nếu mày không lao vào cuộc chiến, mặc cho mệt mỏi hay sợ hãi, mày không chỉ lừa dối bản thân, mày đang lừa dối gia đình, nhân viên của mày, đội ngũ của mày. Mày đang dối trá với những niềm tin được trao cho mày. Lừa dối niềm kiêu hãnh của chính bản thân mày. Đoán xem, tôi đã phải dậy dù khó khăn thế nào. Tôi đã phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình, thời gian của mình, một ngày của mình. Tụi mày thất bại vì mày không hiểu tầm quan trọng của việc duy trì lịch trình. Mày phải nhận ra sức mạnh của mình nằm ở những thói quen. Tại sao? Vì không ai mạnh mẽ và thông minh đủ nhiều như họ tưởng tượng. Thành công đều nằm ở những gì mày làm mỗi ngày, lặp đi và lặp lại. DNA quyết định thành công của mày, nằm trong thói quen của mày. Mày không phải thiên tài như mày nghĩ. Tìm một thói quen và tuân thủ nó. Dậy lúc 3 giờ sáng và tuân thủ nó. Dậy lúc 5 giờ sáng và tuân thủ nó. Đúng, sẽ có những ngày tồi tệ, nhưng tôi đang nói với mày, sức mạnh vô hạn của mày nằm trong thói quen. Tìm một thói quen và tuân thủ nó. Không còn mơ mộng nữa. Giấc ngủ bao năm qua mày chìm đắm đã đủ rồi. Tôi cần sự rõ ràng. Mày làm gì vào thứ hai, mày làm gì vào thứ ba, và mày làm gì vào thứ tư. Hãy cụ thể hóa từng hành động trong kế hoạch. Mày phải lắp ghép từng mảnh rời rạc trong cuộc đời của mày lại với nhau. Cuộc sống không trải sẵn thảm đỏ cho mày. Không ai cho mày mối quan hệ. Chính mày tìm kiếm từng mối quan hệ. Mày làm việc để trong tay nắm giữ được quyền lực. Mày làm việc để trong tay nắm giữ được danh vọng. Không quan trọng những gì mọi người khác đang làm. Hãy duy trì sự kỷ luật. Lý do tại sao nhiều người không đạt được thành tựu là vì họ không nhất quán. Mày bắt đầu rồi vội vàng dừng lại. Mày hào hứng với một khởi đầu mạnh mẽ, nhưng đâu đó ở giữa đường mày bỏ cuộc. Mọi người đều hỏi: này, bạn làm thế nào để có những thành tựu này? Tôi đã mài dũa, tôi chiến đấu. Đó là cách tôi đang làm. Tôi lao động cực lực. Tôi không quan tâm đến nền kinh tế đang lên hay xuống. Tôi không quan tâm đến những drama ồn ào. Không ai giúp tôi trên hành trình này cả. Tôi đã phải dậy. Tôi đã phải đi học. Tôi đã phải đọc. Tôi đã phải học. Tôi đã phải viết. Tôi hiểu rằng giấc mơ là thật, nhưng lối sống mới là con đường dẫn đến giấc mơ.
Mày có một chút thành công, nhưng mà chưa trải nghiệm sự phát triển bùng nổ vì mày không nhất quán. Mày phải kiên trì và tập trung. Mỗi khi mày làm điều gì đó, mày nhìn lại và tưởng nhớ về quá khứ. Những thành tựu của quá khứ đã trôi vào dĩ vãng. Thành công sẽ không bao giờ lặp lại khi mày chỉ nghĩ về nó. Tiếp tục chơi trò chơi, tiếp tục mài dũa, tiếp tục làm việc, và những thứ khác sẽ tự tới. Tôi bảo mày cần phải lên tầm cao mới. Tôi đang bảo mày ngừng bằng lòng với hiện tại. Tôi đang bảo mày ngừng sống cuộc đời nhàm chán được an bài sẵn. Tôi thách thức mày cống hiến 120%. Nếu mày không làm những gì mày nói, trở thành con người mày đã tưởng tượng, mày sẽ chỉ là kẻ lừa đảo. Mày sẽ thiếu thốn. Mày sẽ sống một cuộc đời tầm thường. Tôi cần mày ở chế độ đi săn. Mày không thể làm gì to lớn khi đóng vai làm con mồi. Không có gì ấn tượng xảy ra với một con mồi yếu đuối. Không có gì xảy ra khi mày chìm đắm trong sự chạy trốn, khuất phục, bỏ cuộc, sợ hãi và lo lắng. Mọi thứ tuyệt vời nhất sẽ xảy ra trong khi đi săn. Mày săn lùng thành tựu với tâm thế tàu đang đến để chinh phục đây. Tập trung vào cơ hội này, đừng lo nghĩ về ngày mai. Tập trung vào khoảnh khắc này, với tất cả sức mạnh, với tất cả tâm hồn, với tất cả trái tim, và tập trung vào khát vọng của chính mày, và ngày mai sẽ tự tới.